bật sẵn lò nướng và để ở 350 độ C. Trong khi chờ lò nướng nóng, bạn phết một lớp bơ mỏng lên khay bánh. Sau đó, bạn trải một lớp bột puff pastry lên khay nướng. Bạn nhớ cứ sẵn bột lên làm 3 phần để khi nướng xong dễ dàng cắt bánh. Tiếp theo, bạn xếp dâu tây đã cắt lát lên trên. Bạn nhớ xếp các miếng dâu tây chồng lên nhau và ngay hàng nhé. Sau khi xếp hết dâu, bạn rắc đều một lớp đường kính lên mặt bánh. Đường kính sẽ giúp bánh nướng trông bóng bẩy hơn. Bạn cho bánh vào lò, nướng trong khoảng từ 15 đến 20 phút hoặc cho đến khi thấy vỏ bánh đã chuyển sang màu nâu nhẹ. Trong khi chờ bánh chín, bạn bắt đầu làm kem tươi. Bạn cần 200ml kem tươi đánh, một muỗng đường kính và một ít vani. Bạn dùng máy đánh trứng trộn đều hỗn hợp đến khi nó đông lại thành kem tươi mềm. Sau khi bánh chín, bạn rây một lớp đường bột lên mặt bánh. Sau đó bạn cắt bánh ra và dọn lên đĩa. Đừng quên thêm một muỗng kem tươi và một trái dâu đỏ mọng để trang trí nhé. Chúc các bạn ngon miệng!